Một con đường ở Bình Phước nha các bạn, một con đường trong lô cao su rất là mát mẻ. Mình tính quay video nhưng mà trời nắng quá nên mình vô trong lô mình quay. Đây là phía sau con đường, rất là trong lành mát mẻ. Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu quay video nhé. Xin chào các cậu trong group Celerio đang quan tâm tới cái dòng xe Suzuki Celerio này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ về những cái công tắc vị trí trong xe. Cụ nào mà thích quan tâm tới cái xe, cụ nào mà tính mua xe này á, thì mình biết sơ sơ về xe lúc mà mình đi xem xe ở các cửa hàng đồ đó, mình cũng đỡ bỡ ngỡ. Sẽ giới thiệu về cách mở nắp capo. Thứ nhất là hai con tay như vậy. Hai tay mình ấn vào chỗ này, vị trí này nó có cái lẫy nè. Đó, mình giật mạnh kêu nghe nghe tiếng kêu ở phía trên đầu á, thì mình đi ra phía trước. Đó, nó lúc mà nó kêu lên á thì mình đút tay vô ngay giữa vị trí chữ xu này nha. Nó có một cái lẫy trong mình nè. Nâng lên. Lên trống nè. Lúc mình đút tay vô là ngay cái lẫy nè, mình nâng lên vậy nè là mình mới mở được nắp ra nha quý vị. Đó, cái thứ nhất là mở nắp capo. Cái thứ hai là ở nắp bình xăng nha quý vị. Xe mình đa số thì xe vị trí bình xăng là nó mở nắp bình xăng là nó ngay đây nè. Ở ngay cái ghế này. Đó. Cái ghế này là nó có một cái cái lẫy này, mình thọc tay mình móc cái lẫy này lên là cái nắp phía sau bình xăng này nó bung ra, nắp phía sau bung ra thì mình thấy thôi, mình mở bình xăng thôi. Nhưng mà thường thì nắp bình xăng nó có thêm một cái gờ này nữa, đó là lúc người ta đổ xăng thì người ta sẽ móc lên như vậy thì để cho cái này nó không đụng vào vỏ xe, tại vì cái hơi xăng này nó làm bạc màu sơn. Mình thấy nhân viên đổ xăng mà họ gà như vậy thì là những người có để ý, còn không thì họ cứ dục như vậy. Dặn lúc mà mình khóa nắp bình xăng á, mình nghe nó rẹt rẹt như vậy là khóa kính nha. Đó. Ok, bây giờ cái thứ ba nữa là mình chỉnh ghế nha quý vị. Chỉnh ghế thì dưới hai ghế tài và ghế lơ nó có một cái thanh này, mình nắm tay mình kéo thanh này lên thì mình dùng sức mình trượt tới trượt lui đều được. Rồi còn cái này là ngã ghế, mình kéo này lên thì mình sẽ ngã ghế được. Gặp ghế sau là ở trên đỉnh ghế sau á thì nó có một cái dây như vậy nè, mình rỉ nó lên thì mình ấy xuống được hai bên luôn, đều gặp hai bên 46 luôn quý vị. Đó. Ok. Thì gặp như vậy thì mình chở được nhiều hàng hơn. Rồi dưới cái này á là vị trí để bánh sơ cua và phụ kiện. Phụ kiện kích. Thôi mình cứ gỡ ra rồi mình thay thế thôi. Cái bộ này là mình tự cắt nha. Còn đây nữa là cái dây an toàn ở phía sau này quý vị. Mình không để ý thì mình hay để vậy, lúc mà mình gập ghế lên á thì nó hay dính dây vô đây. Là người ta đã chế sẵn rồi, chế sẵn cái đồ. Lúc mình đóng này không bị kẹt dây. Tiếp đến đây là cái lốc trẻ em. Khi mình chở trẻ em đồ ở phía sau, nó ngồi phía sau nó hay bung cửa, hoặc là người hành khách mà người ta mở cửa mà người ta không quan sát phía sau á thì mình lóc lại thì họ sẽ không mở khóa được từ phía trong, không mở cửa được từ phía trong, họ phải mở cửa bên ngoài mới được. Đóng này là lắp. Có
lớp sau của chiếc Su Celerio này nó chỉ có một chỗ móc đồ như vậy thôi nha quý vị. Chỗ móc đồ nhỏ xíu à, mà lúc mới mua về mình tìm hoài không ra luôn. Nãy cuối cùng mình phát hiện ra đó nên là mình dán cho nó một miếng giấy đỏ. Rồi, còn ở trên cái cửa cốp sau này nó có cái chỗ thọc tay nè. Nếu mà mình đi đường dơ đó mình ấy tay vậy thì dơ tay mình. Họ thiết kế cho một cái ấy này để đóng cửa cho đỡ dơ tay vậy thôi. Đây nó có một cái bảng thông số bao nhiêu ký ở bên trước bên sau thì mình nhìn vô đây là mình biết. Đến là mình sẽ chỉ cách mở nắp cầu chì ở khu vực bình điện này ha. Đây là cái hộp nắp cầu chì. Cầu chì thì nó có cái lẫy nhỏ nè, quý vị kéo vô vậy nè. Nó kéo ra được. Kéo ra được thì đây thì có các vị trí của cái nắp. Cái này là cái kẹp để mình rút các ấy, ví dụ như cầu chì 30A. Đó, mình kiểm tra nó có bị cháy cầu chì hay không thì mình lấy cái cầu chì dự phòng này mình lấy đúng màu nha quý vị. Rồi cái này là cầu chì dự phòng, cái này là hộp cầu chì ấy máy. Lúc rửa xe cẩn thận thì mình sẽ bịch lại lại, mình xịt cái phân máy. Rồi tiếp đến mình sẽ giới thiệu cách các bạn vệ sinh lọc gió cabin, gió máy lạnh. Rồi trước tiên mình mở nắp này ra ha. Ở nắp này mình dùng hai tay mình ép hai bên hông này nè, cho nó hạ ra rồi mình giật ra thôi, đơn giản lắm. Mình đẩy hai bên này nè để cho hai cái này nó xích vô khỏi cái gờ. Tiếp đến phía trong này nữa là quý vị. Đây, người nắm tay giật ra thôi. Gió thì có úp là mình phải gắn đúng hướng của nó, đúng chiều của nó. Có chữ úp nha, hướng lên. Này là một đầu gài với một đầu lẫy. Mình đẩy nhẹ đầu lẫy này vô thì mình rút ra, rồi mình rút đầu gài này ra. Thì gắn thì mình gầm ngược lại chu trình đó, mình gắn đầu gài vô trước, mình gài đầu lẫy vào sau. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu cái miếng che nắng nha. Miếng che nắng này thì nó như vậy, nó có gương. Đó. Nếu là nắng thẳng á, thì mình gập xuống, còn nắng nghiêng á, thì mình gỡ ra nha. Đó. Mình quay qua đây. Nắng xiên nhau cái vậy, nắng xiên thì mình ấy chỉ gật qua gật lại thôi. Nắng xiên thì mình chạy chói mắt thì mình gật qua vậy. Mình nắng thẳng. Hai bên đều gắn được như vậy, đều tháo ra mà chỉnh nắng xiên được nha quý vị. Rồi tiếp đó là khu vực bảng trung tâm, bảng đồng hồ trung tâm, điều khiển trung tâm. Này là các nấc của máy lạnh, còn đây là chỉnh độ lạnh. Máy lạnh hai chiều nha, nếu mà mình bật qua bên này á thì là nó sẽ phà ra hơi ấm này ấy bình thường, còn bên này là phà ra hơi lạnh. Này là các vị trí cửa ra gió thổi, này là thổi vào mặt, này thổi vừa mặt vừa chân, này thổi chân không. Còn cái này là vị trí sấy kính nha quý vị. Thổi cái sấy kính á là nó có hình ba mũi tên lên cong cong như vậy nè, nhưng mà nếu mà hình chữ nhật á là sấy kính sau, còn mà hình vác như cái quạt á thì là sấy kính trước đó. Thì lấy gió trong này, lấy gió ngoài, máy lạnh lấy gió ngoài vậy thôi. Còn các cửa chỉnh xuống qua lại, nếu mà mình đi mình chở có người ở phía sau á, mình chỉnh hai cửa gió này nó hướng lên trên như vậy nè, đó thì nó sẽ theo cái trần xe nó lùa ra ngoài, hoặc là mình chỉnh thẳng ra đằng sau luôn. Cần điều khiển gạt mưa này, mình gạt lên á thì là chỉ gạt một lần, chỉ đang đi đường dơ rồi mình gạt lên một cái là gạt một lần thôi. Mình kéo xuống á, nấc một thì là mưa nhỏ, nấc hai thì là mưa to. Gạt kiến xong
Đó, mình đang gạt kiến xong rồi mình tắt bên này á, là cái mũi tên này ngay nút ốp á là tắt đèn á, còn cái này là đèn sương mù, này là đèn đèn cốt ở phía trước á. Đèn pha thì mình cứ gạt xuống vậy, đèn pha này mình gạt xuống thì cái đèn pha này nó đèn xanh này sáng lên thì nó sẽ báo pha, còn cái này mình tắt thì là đèn cốt vậy thôi. Còn gạt xuống theo cái chiều của vô lăng á, thì là xi nhan lên thì xi nhan. Chắc có một cái câu chuyện là lúc mà mình chỉ vợ mình bá xi nhan đâu có gì, kêu gạt xuống thì cũng không biết gạt xuống là xuống như thế nào. Thật ra là do mình dùng sai từ thôi, tại vì nó xéo như vậy nè, gạt theo vô lăng hay là gạt lên theo vô lăng á, mình chỉ báo gạt xuống thôi, thì em không biết là xuống, em định vị theo hướng xuống là hướng thẳng dưới đất như vậy là bối rối. Nên là rút kinh nghiệm lần sau kêu là xi nhan trái hay xi nhan phải thì là phải nói mình chỉ theo cái ấy, là dùng ngón tay á, mình lùa theo vô lăng vậy thôi là em mới biết. Còn chứ mình nói lên xuống như vậy hoặc là lên xuống như vậy là người mới tập lái họ bối rối, họ không biết được. Ok, mình chỉ giới thiệu sơ sơ đại khái về những cái công tắc rồi với lại những cái vị trí mà mình sử dụng xe hàng ngày á, mình thao tác mình ấy để cho các cụ mà nằm vùng á họ biết được sơ sơ chiếc xe để có động lực sắm xe nhau các cụ. Cảm ơn các cụ đã theo dõi video tới giờ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.